Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 30 tháng 9 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Một người đàn ông Peru bị bắt vì gửi hơn 150 thư đe dọa đánh bom tới Mỹ. Đột phá cuộc điều tra, Đảng Cộng hòa công bố bằng chứng phạm tội bùng nổ của Hunter, Dream và Joe Biden Tin vui cho Alan Musk, SpaceX thành công giành hợp đồng 70 triệu đô của lực lượng vũ trụ Mỹ. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, một người đàn ông Peru đã bị bắt giữ với các buộc gửi hơn 150 thư đe dọa đánh bom tới Mỹ, có nguy cơ lệnh án 30 năm tù. Cụ thể, vào ngày 28 tháng 9, cảnh sát Peru bắt giữ nghi phạm Manuel Nunes Santos, 33 tuổi, với các buộc gửi hơn 150 thư đe dọa đánh bom vào các trường học, giáo đường, bệnh viện, sân bay tại Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, thư đe dọa được gửi đi trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 9, thường nhắm tới phụ nữ và trẻ vị thành niên. Bộ này nói rằng những bức thư giống một trò đùa bịp bợm. Theo Reuters, Thư đe dọa được gửi tới dạng email nhắm các mục tiêu ở thành phố New York và bốn bang khác của Mỹ, gồm Alaska, Pennsylvania, Connecticut và Arizona. Các lá thư đã khiến cho giới chức địa phương gấp rút sơ tán người dân, thậm chí trì hoãn các chuyến bay. Trong email đe dọa gửi cho một học sinh nữ tại bang Pennsylvania, nghi phạm viết rằng, Tôi đã đặt bom quanh lớp học và nó sẽ phát nổ trong vòng 1 giờ nữa. Nếu muốn an toàn thì hãy gửi cho tôi những tấm ảnh khỏa thân vụ việc khiến hơn 1.100 học sinh tại trường học phải sơ tán. Theo Reuters, Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội người đàn ông trên có hành vi đe dọa, gây rối an ninh công cộng, ép buộc dụ dỗ dụ tình dục đối với trẻ vị thành niên. Với những cáo buộc này, nghi phạm có khả năng đối mặt với án phạt 30 năm tù giam. Sau khi bị bắt giữ tại quê nhà, nghi phạm sẽ sớm bị dẫn độ tới thành phố New York để bắt đầu phiên tòa xét xử đầu tiên. Đột phá cuộc điều tra, Đảng Cộng hòa công bố bằng chứng tội phạm bùng nổ của Hunter, Jim và Joe Biden. Quý vị thân mến, Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Giải trình của Hạ viện đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên về việc luận tội Joe Biden hôm thứ Năm. Các chủ tịch đảng Cộng hòa Jim Jordan, James Comer và Justin Smith đã có những tuyên bố mở đầu mạnh mẽ và đưa ra quan điểm chống lại Joe Biden. Ông Comer cho biết, ít nhất 10 lần, Joe Biden đã nói dối người dân Mỹ rằng ông ấy chưa bao giờ nói chuyện với gia đình về các giao dịch kinh doanh của họ. Ông ấy đã nói dối bằng cách nói với người dân Mỹ rằng có một bức tường tuyệt đối giữa nhiệm vụ chính thức của chính phủ và cuộc sống cá nhân của ông ấy. Thưa quý vị, hãy nói rõ, không có bức tường nào cả. Comer nói thêm, cánh cửa đã rộng mở cho những người mua thứ mà một cộng tác viên kinh doanh mô tả là thương hiệu Biden. Vào hôm qua, Ủy ban cách thức và phương tiện đã công bố các tài liệu mới cho thấy, Biden không chỉ biết về các giao dịch kinh doanh của con trai mình mà còn có liên quan đến chúng. Chủ tịch Jack Smith nói rằng, và một thông điệp mới được gửi tới Giám đốc điều hành doanh nghiệp Trung Quốc Hunter Biden đề cập đến việc bảo quản chìa khóa tài sản duy nhất của gia đình tôi, tài sản đó là Joe Biden. Gia đình Biden đã bán quyền tiếp cận quyền lực của Joe Biden và Bộ Tư pháp Biden đã bảo vệ thương hiệu Biden. Ông Jim Jordan nói, đây là một câu chuyện xa xưa. Chính trị gia thực hiện hành động kiếm tiền cho gia đình mình, nhưng sau đó lại cố gắng che giấu điều này. Đừng bao giờ quên bốn sự thật cơ bản. Hunter Biden được đưa vào hội đồng quản trị của Burisma và được trả rất nhiều tiền, mặc dù Hunter Biden không đủ tiêu chuẩn Apple vào vị trí đó. Đáng chú ý hơn là tại phiên điều trần này, dân biểu Byron Donald đã phát hành một tin nhắn WhatsApp buộc tội khác từ Hunter Biden tới Jim Biden, anh trai nhất nhát của Joe Biden. Hunter nói trong tin nhắn WhatsApp gửi Jim Biden vào ngày 21 tháng 3 năm 2018, nội dung tin nhắn có đoạn tạm dịch như sau. Dù sao, chúng ta có thể nói chuyện sâu, nhưng chú đã bị lôi kéo vào một thứ gì đó nhằm mục đích bảo vệ cha tôi. Và tôi biết cuối cùng thì bất kỳ số tiền nào cũng là của tôi. Dân biểu Baron Donald cho một trong những nhân chứng luận tội xem sơ đồ tổ chức của nhóm điều tra ias đang xem xét các hoạt động kinh doanh của Hunter Biden và mổ xẻ các tin nhắn văn bản buộc tội. Trước đó, một hôm, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã công bố một tin nhắn văn bản hấp dẫn từ Trump Biden gửi cho Hunter Biden, chỉ vài tháng trước khi Joe Biden tuyên bố tranh cử tổng thống. Vào tháng 12 năm 2018, chỉ vài tháng trước khi Joe Biden tuyên bố tranh cử tổng thống, Trump Biden đã nhắn tin cho Hunter Biden về việc hợp tác với Joe Biden. Việc này có thể thành công, con cần một bến đỗ an toàn, con có thể làm việc với cha một mình. Như thường lệ, chúng tôi chỉ cần vài tháng giúp đỡ của anh ấy để việc này có hiệu quả. Jim Biden nói trong một tin nhắn gửi cho Hunter Biden. Tin vui cho Alan Musk, SpaceX thành công giành hợp đồng 70 triệu đô của lực lượng vũ trụ Mỹ. Thưa quý vị, Tập đoàn Công nghệ Khai phá Không gian SpaceX của tỷ phú Alan Musk đã thành công giành được hợp đồng của lực lượng vũ trụ Mỹ. Tổng giá trị hợp đồng ước tính rơi vào khoảng 70 triệu đô. Theo phát ngôn viên của lực lượng vũ trụ Al hợp đồng giữa SpaceX và lực lượng vũ trụ Mỹ có thời hạn trong một năm và được ký kết vào đầu tháng 9 năm 2023 với giá trị lên tới 70 triệu đô la. Cụ thể, SpaceX cũng sẽ cấp cho quân đội các thông tin liên lạc vệ tinh tùy chỉnh theo chương trình Starsat mới được phát triển của công ty. Bên cạnh đó, thì các quy trình đầu cuối end-to-end -end, -to -end của sao thông qua vệ tinh Starlink, thiết bị đầu cuối người dùng, các thiết bị phụ trợ, quản lý mạng cũng nhiều dịch vụ liên quan khác cũng sẽ được phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, SpaceX đã phải cạnh tranh với 15 công ty khác, bao gồm cả nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng Viasat để giành được hợp đồng lần này. Việc ký kết hợp tác cùng SpaceX là để phục vụ cho chương trình mới nhất của lực lượng vũ trụ Mỹ. Chiến dịch này sẽ khai thác toàn bộ các dịch vụ liên lạc của vệ tinh, quay quanh trái đất với độ cao từ 160 đến 1.600 km. Đến thời điểm hiện nay, SpaceX vẫn chưa cung cấp bất cứ thông tin chính thức nào cho truyền thông. Thế nhưng, tỷ phú Elon Musk đã nhắc đến trên nền tảng mạng xã hội X về công nghệ này được tạo ra để phục vụ cho chính phủ. Starship sẽ thuộc sở hữu của chính phủ Mỹ và do lực lượng vũ trụ Bộ Quốc phòng Mỹ kiểm soát. Trước sự hợp tác về quốc phòng lần này giữa SpaceX và lực lượng vũ trụ Mỹ, có nhiều luồng ý kiến cho rằng cần thận trọng khi để một công ty tư nhân lớn sân quá sâu vào lĩnh vực an ninh quốc phòng của quốc gia một quan chức nhận định rằng chúng tôi quan ngại sâu sắc về sự sẵn lòng của spacex trong việc tuân theo thỏa thuận khi có vấn đề xảy ra lợi ích của họ sẽ là thứ được ưu tiên sự bất an của nhiều thượng nghị sĩ xuất phát từ việc spacex đã từng vướng phải những lùm xùm trong quá trình diễn ra chiến sự giữa nga và ukraine Trước đó, thì Stalin từng đóng vai trò then chốt đối với quân đội của Ukraine trong chiến sự khi mà các trạm phát sóng dưới mặt đất đa phần đều bị hư hại nhờ Stalin. Cả quân đội Ukraine và người dân đều duy trì được kết nối Internet ổn định. Thế nhưng, ngay sau đó, SpaceX đã quyết định cắt các, các dịch vụ đang cung cấp cho Ukraine với lý do ngăn chặn quân đội nước này vận hành máy bay không người lái. Sau hành động này, SpaceX đã bị chính phủ Ukraine lên án mạnh mẽ, trong khi tỷ phú Elon Musk vẫn giữ vững quyết định của mình. Stalin là dùng để phục vụ cho người dân, không phải để tham gia chiến đấu. Stalin là hệ thống Internet vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo thấp, mục tiêu là để phục vụ những người dùng gặp ở khu vực khó kết nối với Internet. Tỷ phú Elon Musk cũng từng bày tỏ mong muốn loại bỏ hết các vùng không được kết nối Internet trên toàn thế giới thông qua dịch vụ này. Thưa quý vị, cho đến nay, thì SpaceX đã phóng hơn 3.000 vệ tinh Starlink vào không gian và sẽ còn tiếp tục tăng số lượng tới khi đạt được 40.000 vệ tinh như mục tiêu của ông Elon Musk. Starsao thuộc nhóm dự án đặc biệt của SpaceX và được tập đoàn này công bố vào cuối năm ngoái như là một biến thể quân sự của công nghệ vệ tinh Starlink. Thưa quý vị, theo như công bố trên website của SpaceX, Starsao ra đời với nhiệm vụ tập trung quan sát trái đất, hỗ trợ liên lạc và quản lý tải trọng. Ông Michael Baller, một kỹ sư phần mềm ở Cupertino, chuyên theo dõi các vụ phóng tên lửa nhận định rằng, sao có thể cung cấp hình ảnh về bất kỳ nơi nào trên trái đất. Tương tự như khi ngũ giác đài nói rằng họ muốn có bức ảnh về một địa điểm bất kỳ trên trái đất và chưa đầy một phút sau bức ảnh đó xuất hiện trước mặt họ. Thậm chí công nghệ này còn có thể giúp ta giám sát một địa điểm gần như liên tục trong thời gian thực. Cuối cùng thêm một lời kết, Emily và cộng sự rất mong quý ông bà, cô chú và anh chị em bấm like và chia sẻ video này tới bạn bè và người thân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV Epostam. Kính chúc quý khán thính giả một ngày mới tràn đầy năng lượng và bình an.